Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trần Stock. Như thường lệ hôm nay chúng ta sẽ có một video ngắn đánh giá phân tích chi tiết những thông tin, những lưu ý quan trọng cũng như là tìm ra những nhóm ngành, những mã cổ phiếu tiềm năng tạo đáy trước thị trường để từ đó giúp cho anh chị mình có thể hình dung được xu hướng tiếp theo cũng như là có được những cơ hội đầu tư tốt sau cho mục đích cuối cùng vẫn là tối ưu được lợi nhuận cũng như là giảm bớt những rủi ro trên thị trường. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh của em thì mọi người hãy dành ra vài giây thôi, mình nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo sớm nhất khi mà em ra video hoặc là có những cái buổi live stream phân tích về thị trường à, và thấy video hữu ích thì đừng tiếc gì nhấn tặng cho em một cái nút like ở đây à, và có bất kỳ câu hỏi bất kỳ thắc mắc gì về cổ phiếu về thị trường góp ý về kênh thì anh chị hãy comment bên dưới nha thì theo thuật toán của youtube thì những video có nhiều like có nhiều comment sẽ được đề xuất lên xuống tốt hơn à, nên mọi người hãy ủng hộ em nha và trong phần mô tả video thì em có để lại thông tin là số điện thoại của em Thì nếu như mọi người cần hỗ trợ mở tài khoản VBET Hoặc đã có tài khoản VBET rồi muốn chuyển về em hỗ trợ Thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại này để được tư vấn chi tiết nhất Và trong phần mô tả thì cũng có thêm một cái phần là đường link đây là cái nhóm cộng đồng hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí nơi em chia sẻ những thông tin đánh giá về thị trường cũng như là giải đáp các cái câu hỏi của mọi người trong phiên để giúp cho anh chị mình có thể đưa ra được cái quyết định nó kịp thời hơn thì đây là nhóm hoàn toàn miễn phí nha à, anh chị muốn tham gia vào giao lưu trao đổi với những anh chị nhào tư khác cũng như là nhận nhận những cái đánh giá của em trong phiên á thì cứ nhấn vào đường link này à, và nếu như mọi người đăng ký tham gia vào mà vẫn chưa thấy em duyệt á thì cứ nhắn tin cho em nha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận thị trường qua phiên ngày hôm nay xem thử có những cái điểm nhấn nào trước khi mà đi tìm ra những cái mã cổ phiếu có khả năng tạo đáy trước thị trường ở giai đoạn kế tiếp. Thì hôm nay ngày 26 tháng 6, Vindax nó vẫn ghi nhận một cái phiên tương đối rằng co chị khi mà lực cầu khá thận trọng. Có thời điểm khoảng cuối phiên sáng, chỉ số nó giảm hơn 7 điểm trước khi mà hồi phục dần vào phiên chiều và bật nhanh cuối ngày đóng cửa tăng 4,68 điểm là khoảng 0,37% lên 1.261,24 điểm. Và thanh khoản ngày hôm nay à, có tăng nhẹ so với phiên trước nhưng mà cũng là một cái ngưỡng rất thấp nha. Khi mà giá trị dịch trên sàn Hồ chỉ đạt khoảng là 20.800 tỷ. À, mặc dù hôm nay là phiên T cộng hàng về của cây bán ngày 24 tháng 6 nhưng mà trạng thái này cho thấy là cả bên cung và bên cầu cũng khá thận trọng. Bên cung thì gần như là không muốn bán nữa cũng như là lực cầu thì chưa dám tham gia vào quá mạnh nhóm cổ phiếu VIM30 thì nó có hai thái cực. Nếu như GVR tăng trần này, rồi BCM nè, BLX bao FPT là những cái cổ phiếu mà ủng hộ thị trường, duy trì là tăng của thị trường thì ở chiều ngược lại. VRE hôm qua mới tăng trần thì hôm nay lại điều chỉnh giảm cùng với SAB, Vietcombank, Vinhome là những cái cổ phiếu kìm hãm điểm số. Nói chung nó là ở một cái thế cân bằng thôi. Có 12 mã tăng so với 12 mã giảm và hai phe đối ứng lẫn nhau kìm hãm. À, khiến cái điểm số mình nó cũng không tăng quá nhiều nhưng mà nó cũng không có giảm quá sâu do giai đoạn này cho đến phiên ngày hôm nay vẫn chưa xuất hiện cái nhóm ngành dẫn dắt mọi người nhìn qua từ chứng khoán thép bất động sản ngân hàng thì hầu như những nhóm ngành nó vẫn rất là rằng co từ đó nó khiến cho dòng tiền nó không có bùng nổ quá mạnh được mà nó duy trì một cái thế rất phân hóa một cái trạng thái quen thuộc mà nó đã kéo dài trong giai đoạn vừa rồi thì phiên ngày hôm nay có một cái nhóm mà có thể xem như là đồng thuận tương đối so với phần còn lại, đó chính là nhóm cổ phiếu liên quan đến cao su và khu công nghiệp. Những cổ phiếu như GVR, DBR và BHR thì hôm nay đều tăng tốt và đặc biệt là GVR kéo trần cuối ngày. Thì đây cũng là một trong những cái điểm nhấn giúp cho thị trường mình tăng được khoảng gần 5 điểm đấy. Tại vì hôm nay thị trường tăng 5 điểm mà riêng ông GVR đã đóng góp đâu đó là khoảng 2.5 điểm rồi anh chị. Đó. À, còn lại các cái nhóm ngành khác á, thì nó duy trì một cái thế tương đối phân hóa thôi có mã tăng mã giảm đang xen không thể nói nó tiêu cực hoàn toàn nhưng mà cũng không nói nó tích cực được tại vì cổ phiếu này tăng thì đối ứng có cổ phiếu khác giảm thì nó khiến cho các nhóm ngành nó rất là giằng co thì một vài cổ phiếu riêng lẻ mà tăng tốt thì có thể kể đến ví dụ ví dụ như là dòng cổ phiếu liên quan đến sản phẩm cao su thì mình có DRC này hoặc là dòng cổ phiếu liên quan đến điện thì hôm nay có BBC và BC1 này đấy mặc dù là trong đó thì IVF hôm nay nó là giảm gì không nó rất là phân hóa cùng một ngành thôi nhưng mà có có cổ phiếu tăng rất là tốt nhưng mà có những cổ phiếu thì lại vẫn đang tiếp tục đi dò đấy thì đây cái đặc tính mà dòng tiền luân phiên phân hóa thì nó là một trong những cái đặc tính mà gọi là điển hình luôn ở những giai đoạn thị trường mình nó sideways sideways thì đồng nghĩa với việc là tiền nó không quá mạnh thì ở trong đó nó không thể đồng loạt nó kéo lên được mà nó lại từ nhóm này nó luân phiên sang những nhóm khác và thông thường thì nó có xu hướng ở những cổ phiếu vừa và nhỏ hơn đấy về kỹ thuật thì mình thấy là phiên ngày hôm nay Mọi người mở cái khung đồ thị 5 phút ra Mình thấy là trong phiên nó có một cái trạng thái là bán xuống Nó có một cái nhịp bán xuống quay về và thậm chí là đánh thủng cái ngưỡng 1250 Khi mà cái mức giá thấp nhất hôm nay thị trường chạm về là qua 1247 Nhưng mà ở cái nhịp đánh thủng này nè anh chị Cái nhịp giảm ở khoảng sau 10 rưỡi thì mọi người để cho em là thanh khoản nó thấp Thanh khoản ở cái nhịp bán xuống thậm chí là đánh thủng 1250 nó rất là thấp cho thấy là cái áp lực bán nó không lớn nên sau đó khi mà dòng tiền nó tham gia trở lại Khi mà lực cầu nó tham gia trở lại thì ngay lập tức giúp cho chỉ số nó bật nhanh Và một điểm điểm cộng lớn á, là phiên ngày hôm nay mình thấy là những cái nhịp bán á, thì thanh khoản thấp Còn những cái nhịp hồi phục á, thì đi kèm với dòng tiền gia tăng Thì chính nhờ cái việc mà giá giảm thì vôn giảm còn giá tăng thì vôn tăng thì nó đã giúp cho ở khung đồ thị 1 giờ mình hình thành một cái phân kỳ dương rồi nè anh chị. Đây là một cái điểm sáng trong ngắn hạn của thị trường. Mình thấy nè, mặc dù là đáy sâu nó thấp hơn đáy trước, nhưng mà do cái lực bán nó giảm ở những cái nhịp bán thanh khoản nó thấp, còn những nhịp tăng thanh khoản nó cao, từ đó nó giúp cho cái phân kỳ RSI nó hình thành một cái phân kỳ dương. Đó là một cái điểm sáng trong ngắn hạn. Và thực ra cái việc hôm nay thị trường mình rung lắc á, nó rất bình thường thôi chị, nó không có gì bất ngờ cả. Tại vì thứ nhất, Hôm nay là phiên hàng T cộng về của cây bán thì phiên sáng trả thị trường mình nó diễn ra rằng co và nó hơi đuối đuối dần về cuối ngày thì những nhà đầu tư nào họ lo ngại phiên chiều cáp được lớn thì họ sẽ bán ra ở cuối phiên sáng. Và thực tế thì do cái phiên ngày hôm qua. Phiên ngày hôm qua thị trường mình nó không có tiếp diễn ép bán đầu ngày mà nó xanh nhẹ nên trong bản đến thị trường em cũng đã đề cập đến mọi người một cái vấn đề đó, là trong ngắn hạn mình sẽ còn những đợt, đợt bán ngắn. Đây, em nói nè. Mình kỳ vọng là phiên ngày hôm qua nó tiếp diễn đà bán có thể là nó mở gáp down luôn cũng được thì nó sẽ thực sự mang ý nghĩa là rũ bỏ và thị trường mình nó sẽ sớm cân bằng hơn nhưng mà do thị trường nó xanh sớm đầu ngày với thanh khoản thấp thì vận động này nhiều khả năng vẫn sẽ còn những cái đợt bán ngắn đấy thì hôm nay đã xuất hiện một cái nhịp bán trong phiên mỗi nhịp giảm hơn 7 điểm kích thủng 1250 và bật lại thì nó bình thường thôi nhưng mà điểm cộng là cái nhịp bán thanh khoản thấp còn những cái nỗ lực hồi phục lên thì có dòng tiền vào cho thấy là bắt đầu đã có lực cầu tham gia quanh đây thì ngày hôm nay nếu như mà xét về vị thế là một cái phiên hàng T cộng về Thì thực ra cái phản thị trường mình là tốt với nha anh chị Ngày hôm nay cái lượng hàng hôm trước bán về nè Cái lượng giá, cái lượng mà uh, của cái cây hoảng loạn về Mà trạng thái thị trường là gì? Một cái trạng thái rằng co đi ngang với thanh khoản thấp Không có cái hiện tượng bung thanh khoản Thì đó cũng là một cái tín hiệu hấp thụ tốt rồi anh chị Mặc dù là mình có những cái nhiệt quét trong phiên nha Thông thường á, nếu như hôm nay là phiên hàng t cộng về của cây bán mà nó có những nhịp quét xuống trong phiên đó, thì những nhịp quét đó thường nó sẽ chịu áp lực rất là lớn nó sẽ có trạng thái là volume gia tăng nhưng mà ngày hôm nay thì volume nó không gia tăng thì cho thấy là cái lượng cung nó cũng đã được hấp thụ phần nào rồi đấy thì tổng thể là phiên ngày hôm nay nha nếu như mà nói về xu hướng thì nó chưa có gì mới nhưng mà tính theo cái trạng thái thị trường đó, thì đây là một cái trạng thái có thể xem như là hấp thụ tốt đấy bắt đầu hấp thụ được cái lực cung à, và mọi người mở cho em cái khung đồ thị một giờ ra trước đó nè Trước khi mà mình gãy cái phiên ngày 24 tháng 6 á Thì viên đắc lúc đó nó có hình thành một cái vùng đi ngang Đây, nó có hình thành một cái vùng đi ngang ngắn Với biên độ là quanh 1270 cho đến tầm 1285 Cái vùng đi ngang này nè Đấy, và một cái vùng đi ngang Thì cái ngưỡng biên dưới sẽ là hỗ trợ mạnh Cái vùng 1270 sẽ là vùng hỗ trợ mạnh Thì một cái hỗ trợ mạnh sau khi nó bị đánh thủng sau khi nó bị đánh gãy vào cái phiên ngày 24 tháng 6 thì cái ngưỡng 1270 này nó sẽ trở thành cái vùng kháng cự ngắn cho những cái nỗ lực hồi phục đi lên đầu tiên của thị trường. Đấy, tức là ở giai đoạn này anh chị hình dung là sau khi mà mình gãy cái nền thì ngay lập tức cái ngưỡng qua 1270 này này nó sẽ là cái kháng cự cho những cái đợt hồi phục đi lên ở giai đoạn này. Tại vì là mình đang có cái phân kỳ dương ngắn thì mình hoàn toàn có thể kỳ vọng là ngày mai ngày mốt viên đất của mình có thể nó sẽ tiếp diễn được đà hồi. Nhưng mà cái đà hồi này mình sẽ phải hấp thụ cái vùng đầu tiên là ở cái ngưỡng qua 1270. Đấy, và cái xu hướng lớn của thị trường mình thì bản chất vẫn là một cái xu hướng quay thôi. Sau khi mà mình nỗ lực crack cái ngưỡng 1300 bất thành này ở giai đoạn giữa tháng 6, mình nỗ lực mình crack lên, mình bất thành, mình fail và tiếp theo là mình mình quay về mình lấp lại luôn cái gác này mình lấp lại cái gác ngày 3 tháng 6 thì chúng ta có thống nhất với nhau á, là cái xuống thị trường mình nó sẽ hình thành một cái vùng sideways thôi nó sẽ thành một cái vùng sideways và muốn bứt thoát mạnh mẽ muốn hồi phục mạnh á, thì nó phải có được một cái nhóm lớn để nó kích hoạt dòng tiền vào phải có một cái nhóm cổ phiếu có quy mô vốn hóa lớn nó bứt lên á, thì tiền khi đó nó mới mạnh còn nếu như mà chỉ tăng phân hóa thì điểm số của mình gần như có thể nó chỉ đi ngang được thôi À, nhưng mà một vài cổ phiếu thì nó tăng riêng lẻ Đấy, còn nếu như mà muốn mọi người tạo sự lan tỏa tạo sự uh, kích hoạt mạnh về dòng tiền á, thì phải có nhóm lớn nhưng mà cái tình hình chung hiện tại á, thì mọi người thấy là ở các nhóm lớn á, ngoại trừ thép ra em thấy ngoại trừ thép là còn giữ được cái form ổn cái form mà có thể phục hồi được nam kim hoa sen nam kim mặc dù là yếu nha mặc dù là yếu hơn so với với hòa phát và con hai uh, sen như bản chất nam kim nó vẫn giữ được nền nó cũng chưa có gì quá tiêu cực rồi những cái con nhỏ như là FMC như là VGS này Thì em thấy là nhóm thép tạm thời là cái nhóm mà có thể xem như là có hy vọng nhất Có triển vọng nhất Còn lại chứng khoán, bất động sản và ngân hàng thì đang hơi đuối Đặc biệt là nhóm chứng khoán nha Nhóm chứng khoán thì sau cái cây bán ngày 20, ngày 24 tháng 6 cái cây bán ngày 24 tháng 6 của dòng chứng khoán là một cây bán có volume mình cũng không cần biết là phải là do tin đồn KRX hay gì hay không Nhưng mà cái yếu tố volume, cái yếu tố lực bán nó tiết ra trên thị trường là cái yếu tố không thể nào mà chối bỏ được Thì sau cái nhịp bán này mà các cổ phiếu nó chỉ duy trì đi ngang được thì nó sẽ phải cần nhiều thời gian để nó hấp thụ hơn Thì khi đó thị trường mình nó cũng sẽ cần thời gian để nó hấp thụ rồi, rồi các cổ phiếu nó phân hóa Đó là cái tính chất thị trường Tất nhiên cái quan điểm chung của mình ở giai đoạn này là quan điểm sideways nha Sideways Nhưng mà nếu như thị trường mình nó neo giữ được ở trên cái đường xu hướng trung hạn, cái đường màu xanh này nè. Đây, đâu đó là quanh tầm 1255 đến 1260 á. Nếu như mà cũng là sideways nha, nhưng mà sideways được ở nửa biên trên này á thì nó vẫn sẽ tốt hơn. Tại vì giữ giá càng cao thì càng tốt anh chị. Nó không có tại điểm mua giá rẻ thì mình neo được ở nửa biên trên này á thì mình có thể sớm quay về lại cái ngưỡng 1300 mình test lại lần nữa. nếu như mà nó vẫn nỗ lực giữ giá cao thì cái việc mà nó nỗ lực giữ giá cao cho thấy là có dòng tiền lớn đỡ quanh đây. Để còn nếu như mình đã lùi thấp quá nó lùi về lại biên dưới thì cũng không có gọi là xấu cũng không gọi là tiêu cực tại vì bản chất là sai quay mà thì sai quay thì nó có thể dao động ở vùng biên trên và vùng biên dưới thì bây giờ cái biên độ lớn của mình là qua 1200 bảy đến trăm tám x tức là nó hoàn toàn nó có khả năng nó sẽ quay về biên dưới là qua 1200 bảy nhưng mà nếu như nó neo được ở trên 1255 1260 nó vẫn tốt hơn cho thấy là khi đó cái lực cầu nó chấp nhận nó hấp thụ được giá cao còn nếu như nó lùi về thấp quá, nó lùi về biên dưới á, thì cái việc mà nó tạo điểm mua thấp hơn nó sẽ mất nhiều thời gian hấp thụ lại cung hơn. Và tất nhiên cái biên độ dao động càng lớn á, thì cái thời gian nó hấp thụ càng lâu. Nếu như nó, nó rơi về đây thì khi đó mình thấy cái biên nó lớn dần rồi à, Cái biên độ nó lớn dần Khi đó cái biên là phải là qua 1200 base đến 1.300 Nó hấp thụ lâu lắm Còn nếu như mà cái biên nó càng hẹp Cái biên độ nó càng Cái vùng giá nó càng cao á, Thì thời gian hấp thụ nó sẽ nhanh hơn Đó nên tóm lại xuống thị trường mình vẫn là một cái xu hướng sideways sau khi mình rất thất bại và mình lấp đã cái gác này thì xác định là sideways rồi và cái tính chất dòng thì hiện tại nó cũng đang thể hiện điều đó khi mà mặc dù điểm số mình nó có thể tăng giảm nhưng mà các cổ phiếu bên trong nó không hoàn toàn đồng thuận có những phiên thị trường giảm nhưng mà có cổ phiếu tăng tốt nhưng mà cũng có những phiên thị trường tăng như phiên ngày hôm nay thì vẫn có những cổ phiếu nó giảm tương đối những cái cổ phiếu nó vẫn liên tục nó đi tìm một cái đáy mới đấy à, và cái thứ hai á là ở giai đoạn này anh chị hình dung là phiên ngày hôm nay về cái thanh khoản này thì chưa có gì thay đổi về xu hướng cả cái mức thanh khoản rất là thấp này thì nó sẽ không có ý nghĩa gì về cái việc đảo chiều xu hướng nó chỉ là một cái trạng thái hấp thụ thôi một cái trạng thái cân bằng sau so một cái phiên bán lớn à, có điều ngày hôm nay hấp thụ t cộng như vậy vẫn xem như là một trạng thái hấp thụ tốt nha đấy một cái trạng thái tụ tốt còn xét về các cái nhóm lớn á, thì chỉ có mỗi thép là cái nhóm có thể nhìn là có hy vọng thôi còn lại à, chứng khoán bất động sản ngân hàng và đặc biệt là nhóm chứng khoán á, em nghĩ là nó sẽ cần thời gian hấp thụ là tương đối đấy vì qua hai phim vừa rồi nhóm chứng khoán nó cũng không có cầu chủ động quá nhiều nên có thể nó sẽ cần rằng có một thời gian và khi mà thị trường mình xoay quay anh chị khi mình xác định là cái xu hướng lớn là một cái xu hướng xoay quay, thì mình sẽ không dùng chỉ số để mua bán tức là mình sẽ không nhìn vào điểm số để mình đưa ra quyết định mua bán đối với các cổ phiếu được, mà tại vì cái sự luân phiên phân hóa nó rất là mạnh. Có những cổ phiếu bây giờ nó quay về cái đáy này nè anh chị, nó quay về cái đáy hồi đợt tháng 4. nhưng mà có những cổ phiếu nó vẫn tiếp tục vượt đỉnh nó đi lên. Em ví dụ nha, ví dụ như hôm nay đi, dòng cổ phiếu liên quan đến sản phẩm cao su thì có DRC vượt đỉnh nè. Đấy, DRC vượt đỉnh. Hoặc trước đó dòng cảng biển thì có HAH vượt đỉnh nè nhưng mà có những cổ phiếu bây giờ nó vẫn đang ở dưới đáy của đội tháng 4, thậm chí là cái đáy nó còn thấp hơn cái đáy của đội tháng 4 nữa, ví dụ DG. Cái đáy tháng 4 là quan tâm 27 thì bây giờ nó 26.35. Hoặc là CO nè, ấy bây giờ nó còn phá luôn cái đáy của đội tháng 4 rồi, nên cái sự phân hóa là cực kỳ mạnh. Mình cần phải hiểu được cái form cổ phiếu của mình đang quan tâm nó là gì. Nó yếu hay nó mạnh? Nó có khả năng nào tạo đáy hay không để mình đưa ra cái quyết định. Chứ mình không thể gọi là nhìn vào điểm số là ví dụ như là 1, Uh, 3x thì mua mạnh hoặc là 1.200 x thì bán mạnh mọi người nếu mà chị đánh giá dựa trên điểm số như vậy á, thì cái việc đưa ra quyết định nó thường sẽ dẫn đến cái sai lầm có thể là mua con yếu và bán con mạnh chẳng hạn đấy uh, và đặc biệt anh chị để ý cho em á, những cái giai đoạn mà sau một cái đợt gãy á, sau cái đợt gãy của thị trường á, mà cái quá trình thị trường mình nó cân bằng á, thì đó là những cái thời điểm mà lại hay xuất hiện những cái cổ phiếu mạnh nha Thị trường mình có thể là nó nó sẽ mất một khoảng thời gian lâu để tạo đáy nhưng mà cũng sẽ có một vài cổ phiếu nó có khả năng tạo đáy trước thị trường. Nên những đoạn này mình phải cực kỳ tập trung. Mình phải cực kỳ tập trung mình lọc mã, mình xem thử là có những cái con nào nó có tín hiệu hay không để mình có thể lấy trước một phần vị thế. Rồi sau khi thị trường mình nó xác nhận nó cân bằng tạo đáy được thì mình sẽ dễ dàng mình gia tăng hơn. Chứ những đoạn này không phải là những đoạn mà người gọi là à, tắt bản đi nghỉ à, Hoặc là không quan tâm thị trường. Không nên, những cái đoạn này là những cái đoạn rất là hay để anh chị nhìn nhận được cái dòng tiền. Vì mặc dù có thể là điểm số những cái phiên gần đây nó chỉ đi ngang thôi Nhưng mà nếu mình chọn lọc được cái cổ phiếu tốt á, thì mình có thể kiếm lại được tốt ở giai đoạn phía sau Nên em hãy tập trung vào cổ phiếu Và cái câu này thực ra em đã nói Em đã nói bắt đầu từ xuyên suốt tầm 2 tháng gần đây Em cứ nói là tập trung cổ phiếu, tập trung cổ phiếu thôi Còn điểm số thị trường á tất nhiên mình vẫn phải nắm Mình vẫn phải nắm cái vận động chung của thị trường để mình biết khi nào là xấu Khi nào là tốt để mình tăng hoặc là mình giảm cái tỷ trọng tương ứng còn cái hành động cụ thể thì mình sẽ tùy vào cái form cổ phiếu mình đang quan tâm và giai đoạn này cái tỷ trọng cổ phiếu á, mà người tham gia á, thì thực sự đạn này là một đoạn đánh khó nha đạn này là một đạn đánh khó đấy không dễ đâu à, và với một cái đạn đánh khó kèm theo cái xu hướng thị trường mình là một cái xu hướng đang sideways thì mình sẽ đánh ở một cái tỷ trọng quanh dưới trung bình quanh dưới trung bình thôi không dùng margin ai mà gọi là sợ rủi ro quá thì hoàn toàn có thể đứng ngoài nha hoàn toàn có thể đứng ngoài đạn này nếu như mà sợ rủi ro còn không thì mình sẽ có thể duy trì tỷ trọng là khoảng tầm 30 đến 50% đánh là tỷ trọng đó thôi để tránh gặp các áp lực về tâm lý à, và các cái hàng đánh ngắn thì mình nên tuân thủ kỷ luật. Đây đạn này thì tỷ trọng cổ phiếu vẫn như vậy nha. Khi nào thị trường mình có trend thì mình mới có thể là nâng tỷ trọng hoặc là mình sử dụng margin để có thể khuếch đại lợi nhuận. Margin nó là con dao hai lưỡi. Khi mà cổ phiếu tăng tốt, khi mà xu hướng nó tốt á, thì margin giúp cho anh chị gia tăng cái khoản lợi nhuận. Nhưng mà khi mà nó xấu, khi mà nó đang trong quá trình đao khi nó đang trong một cái nhịp điều chỉnh thì margin nó đôi khi nó lại khiến cho tài khoản của anh chị bị lỗ nhiều hơn. Đấy, nên hãy sử dụng cái công cụ như cái cách mình phải sử dụng cái công cụ làm sao để nó giúp ích cho tài khoản của mình chứ nó không phải là cái cái khiến tài khoản của mình càng đau thương hơn. Đấy. Rồi, thì hiện tại trên thị trường mình có thể nói là nó có hai cái nhánh chính thôi. Nó có hai cái nhánh chính cổ phiếu. Một nhánh á, là giữ được cái kênh trên. Có thể là những cái cổ phiếu đã vượt đỉnh hoặc là những cái cổ phiếu giữ nền trên những cái cổ phiếu vẫn giữ được xu hướng tăng và cái nhánh thứ hai là cái nhánh đã quay về lại đáy của tháng tư nó có hai nhánh chính hiện tại thôi một nhánh là bây giờ vẫn giữ trend rất là tốt uh, giữ nền trend vượt đỉnh đây có thể xếp chung một nhóm nó vô là các cổ phiếu kênh trên và cái nhánh thứ hai là các cái cổ phiếu mà nó vẫn liên tục giảm ở đạn vừa rồi nó quay về lại cái vùng đáy tháng tư đầu tiên là mình xác lập là có hai nhánh chính thì cái tất nhiên cái việc mình ưu tiên á, là vẫn phải ưu tiên cái nhánh trên hơn Tại vì những cái cổ phiếu nó vẫn giữ được kênh trên thì rõ ràng đồng nghĩa với việc là cái xung lực của nó mạnh, cái sức mạnh giá của nó mạnh. Thì tất nhiên khi mà tham gia thì mình vẫn nên tập trung vào những cái con mà nó giữ chân được dòng tiền. Đấy thì ở cái nhánh mà kênh trên á thì em có nói với mọi người á những cái cổ phiếu đầu tiên là những cái cổ phiếu mà đang trong nhịp tăng số 1. Vậy những cái con nào mà đang trong nhịp tăng số 1 á thì cái xung lực của nó sẽ mạnh. Và cái dạng này thì anh chị sẽ không cần gọi là cố gắng đoán đỉnh hay là bán sớm Mà mọi người nên nâng chặn lại lên để giữ Ví dụ như giả sử con FMC đi Đây là một cổ phiếu đang trong nhịp tăng số 1 Từ mức giá 14 nó tăng lên tới mức giá 18 Nó chưa có một cái đợt chốt lời nào đủ mạnh Thì đây là những cái cổ phiếu được xem như là khỏe Nhưng mà có mua được hay không? Thì cái vấn đề hiện tại á khi nó đang tăng như vậy, nó phù hợp cho anh chị nắm giữ. Còn mua khi nào? Mua khi mà nó có những cái mức chiết khấu khoảng tầm 7 đến 10% từ đỉnh. Thì đó là cái điểm mua chứ nó không phải là cái điểm để anh chị hoảng loạn bán tháo. Tại vì anh chị hình dung do trước đó cái xung lực tăng nó rất là mạnh. Cái đà của nó rất là mạnh nên sẽ có một cơ số nhà đầu tư ví dụ họ không mua kịp dưới 16 thì lên trên này họ sẽ không dám mua nữa và họ đang chờ cái gì? họ đang chờ một cái đợt điều chỉnh để mua nên những cái con mà đang ở nhịp văn số 1 á thì những cái đợt chỉnh xuống đầu tiên của nó nó bật lại rất nhanh nha thực sự nó bật lại rất là nhanh tại vì tiền chơi bên ngoài nhiều nếu như á nó khỏe thì nó sẽ vượt đỉnh và đây là một cái đợt điều chỉnh để đi lên nếu nó nó khỏe nha cái dạng mà cực kỳ khỏe á, thì nó chỉnh xuống một nhịp rồi thậm chí nó sẽ vượt đỉnh để đi lên tiếp còn trường hợp thứ hai là ít nhất nó vẫn sẽ bật được cái đỉnh thì mình sẽ có được một cái biên độ nếu như mà mình tính cái mức chiết khấu khoảng 70% mươi phần trăm đỉnh xuống á, thì mình vẫn sẽ có được một cái biên độ hấp dẫn để mình đánh ở nhịp sau Em hay gọi là đánh nhịp số 2 đấy Thì bây giờ đầu tiên mọi người lọc ra Những cái con nào mà nó đang trong một cái momentum Một cái lực nó mạnh như thế Thì mọi người hoàn toàn có thể nón lại Tất nhiên là không nói mua ở giá này Nhưng mà nếu như nó có một cái đợt điều chỉnh khoảng tầm 70% từ đỉnh Thì đó là một cái cơ hội tốt để mọi người tham gia vào Chứ không phải là một cái điểm hoảng loạn để bán tháo Còn ai đang có hàng nhóm này á Thì thực ra Tùy vào cái lòng tham của mình thôi Chứ bây giờ em cũng không thể nào gọi là bắt mọi người phải giữ được tại vì đôi khi một số anh chị á, là không thích chịu những cái khoản lỗ trong ngắn hạn xin lỗi không không thích bị mất mát trong ngắn hạn ví dụ như con smc này á, thì em thấy là nó vẫn rất là ổn thậm chí nếu nó chỉnh xuống thì mình hoàn toàn có thể mua thêm nhưng mà một vài anh chị sẽ không thích chịu cái đợt chỉnh này khi đó thì tùy thôi mình có thể chia ra chốt rồi mình chờ chỉnh mình coi vừa lại nhưng mà với một cái tâm thế thoải mái chứ đừng có bán xong là muốn nó phải chỉnh liền thì có thể nó sẽ kéo thóc lên một nhịp nữa rồi lại đu vào rất là nguy hiểm nhưng mà đây là những cái dạng mà thuộc nhóm là khỏe rất là khỏe luôn Đấy em ví dụ nha Giống như HAH ở đạn này Nó đang trong nhiệt tăng số 1 Thì những cái đợt chỉnh xuống đầu tiên của nó em nói mọi người sẽ không có cần lo lắng Đừng có bán tháo Mà hãy canh mua Ví dụ có HAH em nói mọi người canh qua 41 anh chị nhớ không Đấy canh qua 41 thì cái đợt chỉnh đầu tiên nó mua rất là ổn Khả năng rất cao kịp về T cộng Nhưng mà một khi nó đã bật lên rồi nha Thì anh chị sẽ hạn chế mua đuổi Ví dụ như cây này thì mua rất thoải mái Nhưng mà sau cái cây ngày 25 tháng 6 của HAH Thì sẽ phải cân nhắc vì nó đã bật rồi thì khi đó nó vẫn sẽ có cái rủi ro là nó không vượt được đỉnh và nó tạo hai đỉnh Đấy mới có thể có rủi ro này không phải là con nào nó cũng có thể mạnh mà nó vượt đỉnh liên tục đâu ví dụ hvn nè ví dụ hvn ha đoạn này đi đoạn này tăng ở nhịp đầu tiên nè chỉnh xuống nó chỉnh cũng nhiều nha không chỉnh ít đâu nếu mà tính từ đỉnh xuống á, nó chỉnh khoảng tầm 12% sau đó nó bật lại nó vượt đỉnh luôn đấy nhưng mà không phải con nào cũng có thể vượt đỉnh được như vậy nó có những con, ví dụ như con này đi Đang trong nhịp 1 thì đợt chỉnh đầu tiên nó không có xấu Nó không có làm cổ phiếu mất mất xu hướng đâu Đang gì thấy không, nó bật lại test đỉnh Nhưng mà nếu như nó test đỉnh thất bại Thì nó có thể hình thành hai đỉnh và nó gãy rất là mạnh Thì mình kiểu như là mình không mua ở nhịp này Mà mình đi mình đu ở khúc 50 này á Thì mình hoàn toàn có thể ăn một cái khoản lỗ rất là mạnh 15% là bình thường Đấy nên mua khi nó Những cái con nhịp 1 á thì mua Khi nó ở đợt chỉnh đầu tiên còn một khi nó đã bật lại rồi thì hạn chế nó bật lại rồi á thì mua khi nào cũng không phải là không có điểm mua đâu mình sẽ mua khi mà nó có hình thành một cái vùng tích lũy ngắn ví dụ giả sử nó bật lại quanh đỉnh đây nó bật lại quanh đỉnh nó hình thành một cái vùng tích lũy với volume thấp thì mình mới mua được còn ở cái nhịp đầu tiên bật á thì đu mọi người rất là dễ ăn trap nha mọi người rất là dễ dính phải những cái đợt chỉnh ngắn à, rồi ví dụ trong hh thì sau khi mà nó vượt đỉnh lên phiên ngày hôm nay có thể xem như là phiên vượt đỉnh á thì mọi người hoàn toàn có thể nâng cho em cái stop loss của nó lên ở mức giá tầm 43.5 nâng lên nếu mà hh nó quay ngược về dưới 43.5 á thì xem như là nó break đỉnh thất bại thì khi đó nó hoàn toàn có thể quay về lại cái vùng giá là quanh tầm 41 dưới đây đó nên chú ý ha rồi thứ nhất là những cái cổ phiếu đang trong nhịp tăng số 1 ví dụ điển hình là FMC ha rồi cái thứ hai là những cái cổ phiếu kênh trên có nền nhưng mà đạn vừa rồi nó bị gãy nền anh chị nhớ hôm qua em phân tích rất kỹ con GVR nha em phân tích cực kỳ kỹ luôn mọi người xem là video ngày hôm qua là biết chứ không phải là hôm nay nó tăng trần em mới nói thì con GVR á em có nói là cái form của nó là một cái form trước đó tất nhiên cái xu hướng đó là xu hướng tăng nha con này cái xu hướng tăng nó chưa bị vi phạm một cái gì cả Đấy, đầu tiên là mình biết là nó là một cái cổ phiếu kênh trên Nó hình thành một cái nền Sau đó nó gãy nền Nó gãy nền vào cây ngày 24 tháng 6 Em có vẽ ra cho mọi người một cái form luôn nè Những cái cổ phiếu có nền Nó dao động nền Sau đó nó có một nhịp gãy xuống thì nhịp gãy này mình sẽ không biết được đây là một nhịp gãy nền rũ hay là một cái nhịp mà nó gãy luôn không biết được đâu nó mới gãy là không có biết nha không có đáng được nhưng mà mình sẽ xem cái phản ứng của nó trong vòng khoảng một tuần nếu như mà nó thực sự khỏe nha thì nó sẽ bật lại trong vòng khoảng hai ba phiên nó bật lại luôn thì nhịp này là quá khỏe luôn rất là khỏe phía sau nó hoàn toàn nó có thể vượt đỉnh và đây là mang tính chất là một cái nhịp rũ bỏ một cái nhịp rũ bỏ còn cái trường hợp thứ hai mà thường thấy hơn á là nó sẽ cân bằng lại ví dụ sau khi nó gãy xuống này nó cân bằng lại hai đáy nó test tại hai đáy ba đáy gì đó tùy và mình thấy là những cái nhịp test lại cái volume nó giảm dần thì ở cái nhịp test lại là điểm mua đầu tiên anh chị nhớ nói hôm qua nhớ không để cái nhịp test lại là điểm mua đầu tiên và gia tăng khi nó xác nhận nó vượt lại cái nền giá đây là điểm mua đây là điểm gia tăng thì quay lại với gvr thì điểm mua ngày hôm qua là điểm mua Cái này là điểm mua Cây ngày 26 tháng 4 là điểm mua Cây này cũng có thể là điểm mua Và gia tăng khi nó chủ động nó vượt về lại trên 35 Đấy Nhưng mà sau phiên ngày hôm nay Thì đừng mua đuổi nữa Đừng mua đuổi nữa vì sao Vì thứ nhất là hôm nay GVR volume nó cao nha Volume nó cũng là một cái ngưỡng rất là cao Nó không phải chỉ cao hơn trung bình đâu Mà đây là một cái cây thanh khoản rất là lớn Cây thanh khoản lớn nhưng mà chưa vượt đỉnh thanh khoản lớn thì đồng nghĩa với việc là lực mua mạnh nhưng mà lực bán nó cũng rất là mạnh và đạn rồi mọi người để ý cho em nha cái xác suất mà cổ phiếu Pratt thành công rất thấp con nào Pratt lên cũng gãy hết ví dụ TCH nè tăng trần rất mạnh cây này tăng trần quyết quyết liệt luôn nhưng mà gãy nè DGC nè cây này cũng rất quyết liệt gãy nè rồi kể cả như Ita nè Ita hôm trước cái cây này em nhớ là có anh chị hỏi em là ủa sao con Ita tăng vậy có nên mua hay không thì em nói nó chỉ thuần là tiền đầu cơ thôi và đu chắc chắn không kịp T cộng thì hôm nay nó gãy lại luôn như thế không Em có nói là mức giá tầm 5.6 thì mọi người có thể chốt ra luôn ngắn hạn được. Vì dạng nó chỉ là một cái dạng thuần đầu cơ thôi và tăng lên ở dưới nổ lên á mà volume càng cao á thì cái xác suất mà thành công càng thấp. Tại vì volume cao đồng nghĩa với việc là có lực bán chặn ở trên rất là nhiều. Thì dạng như GVR thì tạm thời nó qua điểm mua rồi. Thì tất nhiên nếu như ai chưa mua kịp á thì cũng sẽ tiếc nhưng mà đừng đừng có kiểu là FOMO vào. Và bỏ qua những cơ hội khác mình hãy nhìn nhận con GVR như là một cái cơ hội, một cái mẫu hình và sau đó mình đi tìm những cái cổ phiếu nó có mẫu hình giống GVR. Đây nó 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 rũ nền, nó bật, nó reset. Thì reset đấy hai volume giảm nè, đó là điểm mua rồi gia tăng khi nó vượt. Thì một cái dạng cũng gãy nhưng mà ví dụ như Hà Đô thì mình lại không ưu tiên hơn. Vì sao? Em hay em hay so sánh với mọi người những cái phim vừa rồi Hà Đô với GVR đó. Tại vì con GVR nó chỉ gãy một nhịp thôi. GVR nè, nó gãy một nhịp theo thị trường là ở cái phiên ngày 14 tháng 6 thì ở cái phiên ngày 24 tháng 6 nó cũng chỉnh nhưng mà nó không có phá cái đáy trước. hình dung là nó không có phá đáy trước, còn ông Hà đô là ông gãy hai nhịp nha. Gãy đi ngang gãy. Thì gãy hai nhịp tất nhiên cái sức mạnh giá của nó yếu hơn. Thì khi đó ở cái vùng này nó sẽ trở thành một cái vùng cản. Đó. Nha, nên cái form thứ hai là những cái form cổ phiếu mà người để cho em. Nó có cái nền giá rồi nó xuất hiện một nhịp gãy xuống. Tất nhiên ở cái nhịp gãy là không có vội mua gì hết mình không có mua nhịp gãy đâu đâu có biết nó gãy thiệt hay nó rủ nhưng mà mình sẽ theo dõi cái phản ứng của nó trong vòng khoảng tầm một tuần sau cái nhịp gãy này nếu như nó khỏe thì tầm một hai phiên nó bật ngược lại luôn thì nó rất khỏe còn trong trường hợp mà nó phổ biến hơn á, là nó sẽ cân bằng hai đáy ba đáy gì đó mình sẽ chờ nó có cái đáy một rồi mình theo dõi cái nhịp retest lại phía sau thì nếu như cái nhịp retest đi kèm với volume thấp thì quá đẹp điểm mua đây rồi điểm gia tăng khi nó vượt lại nền vì hôm nay có một con là con Dabaco á Nó là cái dạng mà gãy rủ trong phiên rồi bật lại luôn Dabaco nha Nó có cái nhịp giảm trong phiên em nhớ là giảm khoảng 3-4% gì đó Sau đó nó kéo cuối ngày Thì nó rơi vào trường hợp lúc nãy em vừa nói là Nó khỏe, nó giật ngược lại trong phiên luôn Hoặc là nó giật ngược lại ở một hai phiên sau đó Nhưng mà tất nhiên Cây ngày hôm nay là một dạng kéo ATC nữa Thì cái dạng mà rủ bật lại như vậy Thì theo dõi cho em một hai phiên tới Nếu như mà con Dabaco nó vẫn giữ đu trên giá 35 á thì mọi người có thể mua được còn sau phiên ngày hôm nay nha mà nó bị tán ngược xuống nói chung phiên ngày hôm nay là một tín hiệu thôi nếu nó giữ giá được trên 35 thì mọi người sẽ canh mua được còn nếu như mà nó tán ngược xuống lại tầm dưới 34 á thì em nghĩ nó sẽ có thể cần một cái nhịp chiết khấu còn một cái nhịp chiết khấu về đâu đó là quanh mức giá tầm 32 nên cây hôm nay là một cây tín hiệu một hai phiên tới mà nó giữ được trên 35 thì anh chị hoàn toàn thể chú ý được à, rồi nên lọc ra những con nào đạm rồi có nền mà đang gãy đi ví dụ con LC tất nhiên nhiêm nói nó đang gãy đừng có mua gì nha nó đang gãy không có mua mà hãy theo dõi cái phản ứng của nó sau khi gãy ví dụ giả sử như sau phiên ngày hôm nay ngày mai ngày mốt gì đó con con LC nó có một cái nỗ lực bật lên nó có một cái phiên bật lên với cái biên độ tương đối ít nhất là trên tầm 4% phần trăm ít nhất bật trên 20 26.2 tự nhiên nó xuất hiện một cái phiên bật lại đó 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 chính là tín hiệu rồi nó retest lại một nhịp với volume thấp điểm mua đầu tiên rồi gia tăng khi nó xác nhận nó vượt lại đó hãy nót lại nhưng mà em không có nói mua khúc này nha nó chưa có bật thì không có mua gì hết nó hoàn toàn có thể gãy thiệt nha bây giờ nó mới gãy thì không có biết gãy rủ hay gãy thiệt đâu nó gãy thiệt nó có thể về tiếp tầm 23 đấy nhưng mà nó là cái dạng có cái nền rồi có một nhịp rủ xuống thì mình có thể chú ý được là dạng như TCH nè TCH thì nó trước đó cũng có nè đây trong nền rách thất bại rủ nền cân bằng đi lên thì quay lại hiện tại nó vừa có một nhịp rách thất bại đến chị cái nhịp ngày 20 tháng 6 thì sẽ có một cái lượng rất là nhiều FOMO trên này thì nếu như mà nó không bật lại trên mức giá 20.3 sớm á, thì em nghĩ khả năng rất cao con tê giác nó sẽ có một nhịp rủ xuống và nhịp rủ này mình hoàn toàn có thể chú ý được nếu nó tạo mẫu hình này nha chú ý lại còn tất nhiên giá này em chưa có mua đâu giá này chưa mua được để xem cái phản ứng của nó khi mà về qua 18 hoặc là dạng như DGC cũng vừa có một cái nhịp rất thất bại này và cái, cái hiện tượng hiện tại của nó là đang duy trì giá thấp thì Có thể nó sẽ có một nhịp rũ xuống Đấy thì chờ được cái dạng này Form này là một, một, một trong những cái form đẹp đấy à, Rồi Hôm qua em có nói mọi người là Một số cái cổ phiếu Mà nó gọi là Có cái lực cầu khá là quyết liệt Mặc dù là phiên liền kề trước đó là một phiên giảm Và nó đã tại được cái đáy số 1 Ví dụ AGG Đây trước đó có thể nói là mỗi nhịp bán cũng xem như là cao trào khi mà có gáp nè, khi mà volume tăng nè, nhưng mà ngay ngày hôm sau thì nó bật lại. Khi ngày hôm qua nó bật lại thì đây là một cái cây nến thể hiện là cổ phiếu đã có đáy số 1. Đây là một cái dạng cổ phiếu đã có đáy số 1. đấy thì cái đây là một cái form cổ phiếu cũng khá là ổn, đặc biệt là con AGG này. Cái xu hướng của nó vẫn còn nha, nó chưa gãy trend. Cái xu hướng của nó vẫn còn. Thì với vận động này cái điểm mua của mọi người á, là ở cái nhịp reset hoặc là mọi người sẽ lấy trước một phần ở giá này rồi nó reset lại quanh tầm 34 24 mọi người sẽ gia tăng được đấy thì em thấy là cái form của nó thứ nhất là nó giữ được cái kênh thứ hai là nó vừa có cái nỗ lực tạo đáy số 1 thì mình hoàn toàn có thể là canh lấy vị thế được và gia tăng khi nó reset với volume thấp đấy thì kỳ vọng nó sẽ về tầm 27 tại vì con này nó đang giữ ở kênh trên nên cái cung kẹp hàng nó cũng sẽ ít hơn còn cũng cái kiểu như vậy nhưng mà những con như HDC những con như KSP KSB nè thì những con này nó cũng có cái form y chang khi mà ngày hôm qua nó có một cái nếm phủ nhận nó có đáy một rồi đây là những con có đáy một rồi nhưng mà do nó rơi quá sâu nó về lại sát cái vùng đáy trước đó của nó luôn á nên mình sẽ không thể nào mà kỳ vọng nó có trend tăng lại được mà nó chỉ là những cái nhịp mà đến trước là hồi phục ngắn nó sẽ hồi được nó là cái form hồi phục được ví dụ như con KSB á thì khả năng nó sẽ hồi được về tầm giá quanh 23 hoặc là HDC thì nó sẽ hồi được về tầm giá quanh 31 thì hôm nay HDC có reset trong phiên đấy có thể xem nhà test đáy 2 nha anh chị HBC nè Thấy không Nó có quay về nó test lại cái vùng quan tâm 29 Thì có thể xem như hôm nay là một cái nhịp reset đáy 2 của con HBC Và với form này thì khả năng rất cao Nếu như nó vượt về lại trên tầm mức giá 29.8 Tức là ở quanh cái neckline nè Thì nó sẽ có được một cái đợt hồi ngắn về lại tầm giá quanh 31 nhưng mà hồi này là hồi ngắn thôi nha Chứ chưa có kỳ vọng về một cái xu hướng tăng mạnh được Tại vì cái vùng ở trên này kẹp rất là nhiều Nên ví dụ giả sử mọi người đang muốn cơ cấu con HDC Thì mọi người hoàn toàn có thể chờ nó về tầm giá quanh 31 Đó Rồi Còn một cái dạng này là cái dạng yếu Là các cái cổ phiếu mà đạn vừa rồi Nó giảm Nó giảm trước thị trường Và bây giờ nó vẫn chỉ đang lình xình được Ở cái vùng đáy. Anh chị nhớ không Đặc biệt điển hình là những con nào Ví dụ DSG này đang mua đồ thị trường hồi nó không tăng luôn và bây giờ nó đang quay về lại sát cái vùng đáy rồi dg này co này kể cả con vin đi dòng chứng khoán đấy nhưng mà em sẽ phân tích kỹ hơn cho mọi người thấy thì những dạng này liệu có nên bắt đáy hay không liệu nên bắt đáy hay không thì nếu như anh chị nào mà xem hai cái video trước đó của em thì mọi người biết là mình sẽ chờ một cái điều là gì mình chờ nó phải có đáy một đã nó có cái nỗ lực bật lên đầu tiên á là ở cái phiên ngày 24 tháng 6, cái phiên thị trường mình rơi nha. Cái phiên ngày hôm đó thị trường mình rơi 30 điểm nhưng mà những cái con này nó không giảm. Thì lúc đó nhiều trẻ em rằng à đây có phải là những cái cổ phiếu khỏe, những cái cổ phiếu tạo đây trước thị trường hay không? Em nói không. Bản chất của nó chỉ là những cái con đã chiết khấu trước rồi. Nên bây giờ nhà tư họ không muốn bán nữa thôi, chứ không chứ có gì gọi là khỏe hết. Ít nhất sau cái phiên ngày 24 tháng 6, những cái con này nó tiếp diễn được á thì khi đó mới có thể kỳ vọng nó tạo đáy được thì em thấy là trong cái nhóm này chắc có mỗi con viên đi thôi viên đi thì có thể xem như là có cái đáy một rồi đấy tại vì sau cái phiên ngày 24 tháng 6 thì hôm nay nó tiếp diễn được nó tiếp diễn được nè anh chị nhớ không đấy thì nó tiếp diễn được thì có thể xem như là viên đi đã có đáy một rồi thì nếu như mà trong quá trình retest phía sau mà viên đi retest lại với volume thấp thì khả năng nó có thể cân bằng được và nó xuất hiện được một cái đợt hồi ngắn về tầm 17.5 Mà do con này nó rơi sâu quá, nó rơi sâu quá nên mọi người không thể nào mà kỳ vọng là nó tăng một mạch nó về tầm 20-21 được, khó lắm Nhưng mà ít nhất nếu như mà nó có cái nỗ lực quanh đây á, thì có thể kỳ vọng nó về được tầm giá là quanh 17.8 Còn những ông như là DSG, để sau cái phiên nỗ lực ngày 24 tháng 6 thì gần như nó chưa có một tín hiệu gì mới cả Nó chưa, nó chưa hoàn toàn, nó chưa có tín hiệu gì mới cả thì dạng này anh chị đọc anh thị trường cho em em có nói nè các cái cổ phiếu mà giữ giá ở cái phiên ngày 26 tháng 4 như là DG, DSG, CO đấy nhưng mà nó không tiếp diễn được đà hồi ấy, thì nó vẫn chưa có đáy một khi nào nó tiếp diễn được đà hồi ví dụ như Vindi thì nó mới xem như là có cái đáy một thì chú ý cái form này muốn cân bằng đi lên ít nhất phải có hai đáy tại vì cái cung kẹp trên nó rất là nhiều nên nó có bật lên nhịp đầu tiên ấy, thì nó cũng sẽ rất là khó để lên ngay mà nó sẽ vòng lại nó test một lần nữa thì nếu như nó vòng lại nó test là một lần nữa mà cái volume nó sụt giảm ấy, thì nó mới cân bằng được còn trong trường hợp mà sau cái phiên ngày 24 tháng 6 nó bật lên rồi mà tiếp tục giai đoạn sau nó lên sình á thì nó vẫn sẽ còn một nhịp sủ Thì phiên ngày hôm nay em vẫn chưa thấy một tín hiệu gì mới ở nhóm này cả. Chưa có một nhóm chưa có một tín hiệu gì mới. Nên mọi người đừng có cố gắng lao vào bắt đáy nha. Mọi người đừng có cố gắng lao vào chặn tàu khi mà cổ phiếu nó vẫn đang rơi. Cái điều kiện cần để mọi người tham gia những cái cổ phiếu này á là nó phải có đáy một. Hãy nhớ cho em điều đó cái điều kiện cần là hãy có đáy một tất nhiên á, thì đôi khi mình mạo hiểm mình dò đáy á, thì nó có thể giúp cho cái khoản lợi nhuận của anh chị nó lớn high risk high return nó tùy vào cái khẩu vị thôi nhưng mà đầu tư á, nó cần cái sự bền vững và nó cần cái sự kỷ luật mọi người có được một cái phương pháp á, làm sao mà để giảm thiểu cái mức loss và tăng cái mức lợi nhuận lên thì nó mới đi bền được tất nhiên thì không ai đầu tư mà không có lỗ đâu anh chị cái quan trọng làm sao để mình giảm cái khoản lỗ xuống thì dạng này cứ chờ thôi hãy nhớ điều kiện cần là nó có cái đáy số 1 anh chị nhớ các cái pha tạo đáy không các cái pha tạo đáy á thì đầu tiên là sẽ có rơi hoảng loạn nỗ lực hồi phục đầu tiên reset và xác nhận với giá tăng vô tăng anh chị nhớ không bốn cái pha tạo đáy cơ bản mà em đã nói đi nó lại rất là nhiều lần rồi thì hiện tại nếu mà nói về các cái pha thì nó vẫn đang trong pha một thôi nó vẫn đang trong một đà rơi và cái quá trình tạo đáy có thể tốn theo tuần theo tháng là bình thường nên cũng sẽ không có sợ gì là bỏ lỡ cơ hội nó nó cái cái nhịp nỗ lực bật lên đầu tiên của nó mình phải mừng đừng có sợ bỏ lỡ cơ hội nó phải có được cái nhịp bật lên đầu tiên đó thì phía sau chị mới đánh được nên giống như đoạn này đi đây nó cũng rơi sau nó có cái nỗ lực hồi phục đầu tiên nè là cái phiên ngày 24 tháng 4 lúc đó nếu mà kiểu như không có chuẩn bị trước không có hiểu ấy, thì mình sẽ dễ bỏ, sợ bỏ lỡ cơ hội nhưng mà nó có lên luôn không nó cũng phải reset lại một nhịp và volume bán giảm thì nó mới hồi lên được đó chị thấy không nó hoàn toàn dư thời gian cho anh chị mình theo dõi nên không có vội gì ha đó là cái hướng chung cho các cổ phiếu đang rơi đạn này luôn cái cổ phiếu nào đang rơi đạn này thì hãy bình tĩnh chờ cho đến khi nào mà nó có được cái đáy số 1 nó là điều kiện cần để mình tham gia còn điều kiện đủ là phải là cái nhịp xác nhận luôn tất nhiên là mình có thể hoàn toàn mua trước khi nó có cái phiên xác nhận ở cái nhịp reset nhưng mà đầu tiên nó phải có cái đáy số 1 thì anh chị mới có thể cân nhắc mọi người tham gia vào được ở cái nhịp reset phía sau đó còn nhóm chứng khoán thì em thấy nó hơi đuối nha thực sự là nó hơi đuối đấy ví dụ như SSI nè hầu như các cổ phiếu dòng chứng khoán thì sau cái cây rơi ngày 24 tháng 6 nó chỉ đi ngang thôi thì em nghĩ là nó sẽ cần thời gian này nó cân bằng nên đối với dòng chứng khoán thì chưa có một cái view mua gì giai đoạn này hết nên nó sẽ cần cái khoảng thời gian cân bằng lại đã kể cả HCM này và những cái nhịp bật lên đầu tiên ai muốn cơ cấu ra bớt thì cơ cấu thôi ví dụ như chưa bán khi mà con HCM nó gãy 28 chưa bán kịp á, thì ở nhịp bật lên đầu tiên thì quanh tầm 27 năm 28 nó hoàn toàn cái vùng mình có thể đảo ra còn form nhóm chứng khoán thì em thấy là sau cây gãy đang đi ngang thì nó không phải là một form đẹp đâu nó có thể là còn rủ một nhịp nữa nên từ từ Nhắm thế thì như em nói lúc nãy Thì nó có thể xem như là khả quan nhất Ở trên thị trường đạn này Nhưng mà khả quan để nắm thôi Còn khả quan để mua thì bây giờ nó không có điểm mua đâu Nó đang ở những cái vùng rất là nhạy cảm Hà Phát thì có muốn gom Thì gom thì vì Hà Phát có một điểm cộng là sau so cái rút chân Ngày 24 tháng 6 thì nó đang tiếp diễn được Nó không có tại điểm mua giá thấp à, Còn lúc nãy MC thì như có nói rồi Nó có cái đợt chỉnh xuống thì có thể cân nhắc được nên đang giảm thép là cái nhóm mà xem như là khả quan cái đoạn này Chứ còn lại các cái cổ phiếu khác thì chưa ổn lắm Rồi ha, đó là một số cái form cổ phiếu chính trên thị trường ở giai đoạn này Em muốn chia sẻ với anh chị Thì hôm nay cũng sẽ không phân tích kỹ quá nhiều về cổ phiếu Em muốn mọi người có được cái góc nhìn để mọi người chọn thôi à, đấy và ví dụ dựa trên cái phân tích của em mà nếu như mọi người chọn được những cái cổ phiếu tốt thì mọi người hoàn toàn có thể comment cho em à, chia sẻ niềm vui với em ha thì mong rằng những cái phân tích của em có thể giúp ích cho mọi người trong quá trình đưa ra quyết định cũng như là tìm kiếm cổ phiếu cân nhắc cơ cấu danh mục đoạn này mọi người thấy video hữu ích thì đừng tiếc gì tặng cho em một nút like và có thể comment ủng hộ em nha chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ và một phiên giao dịch ngày mai thành công thuận lợi xin chào và hẹp lại anh chị ạ à.